quý vị khán giả của đài Real Salon TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea. Hôm nay Chelsea có mời được hai vị khách mời, hai vị thầy. Mình sẽ nói về lớp khóa học tu nghiệp sư phạm. Cảm ơn hai thầy đã đến với chương trình Góc Khuất. Cũng mời thầy gửi lời đến quý vị khán giả. Dạ vâng, cảm ơn cô Chelsea. Xin được kính chào quý khán giả của Real Salon TV. Xin được kính chào thầy Vũ Hoàng. Dạ vâng. Tôi là Vũ Hoàng, cảm ơn cô Chelsea, kính chào cô Chelsea, kính chào thầy Khoa và quý khán giả của đài Little Sean TV. Dạ vâng. Dạ, con cảm ơn hai thầy. Dạ. Thì quý vị thầy cô nào mà nói về Việt ngữ đi, thì chắc cũng biết là đến mùa gần mùa hè thì chúng ta có khóa học ở tu nghiệp sư phạm. Thì mỗi năm mỗi khác, và con mời hai thầy nói về cái tên, cái topic, mình nói cái theme của năm nay là như thế nào. Vâng, xin mời thầy Hoàng đi ạ. Dạ. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, đây là năm thứ 33 mà chúng tôi tổ chức cái khóa tu nghiệp sư phạm dành riêng cho các thầy cô, các phụ huynh và tất cả các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên. Những ai có còn yêu thương tiếng Việt thì cùng quy tụ lại chúng tôi để mà chúng tôi cùng học hỏi với nhau trong 3 ngày 12, 13 và 14 tại tháng 8. Dạ vâng. Yeah. Cái tên của cái cái chủ đề cái năm nay nó hơi ngộ ngộ chút xíu. Người ta tại sao nó nói là viết đúng rồi là viết hay. Không, nói đúng chứ viết hay chứ nói đúng. Đúng đây người ta nói rồi người ta mới viết đúng không? Bây giờ thầy lên nói ngược lại là viết đúng để mà nói hay. Tại vì các thầy cô nghĩ thế này này, các thầy cô năm nay có một cái chương trình nó có 5 cái đề tài chính gọi là trong cái sổ tài chính tả, 5 cái quy ước căn bản, mà cái quy ước đó nó liên quan tới vấn đề mà viết đúng. Mà nếu mình viết đúng á thì mình sẽ nói hay, mình nói hay hay là nói đúng đại khái như thế đi, nhưng mà mình nói viết đúng, nói đúng cũng được, hay là viết đúng nói hay cũng được để cho nó dễ hiểu thôi. Nhưng mà đó là lý do mà năm nay cái khóa, cái chủ đề nói đến viết đúng để mà nói hay tiếng Việt. Thì chúng tôi có nhấn mạnh đến 5 cái quy ước mà của chính tả khi mình viết cái gì: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng. Nhớ không? Nhớ cô Chelsea nhớ không? Cô này là cô giáo, thưa quý khán giả, cô trước là cô này cô giáo dạy Việt ngữ cũng cả mấy 20 năm cùng cộng tác với ban đại diện cái trung tâm Việt ngữ. Nhưng mà thời gian sau thì cô bận nhiều việc quá, do đó bây giờ cô đặt vấn đề ngược lại như thế với chúng tôi. Thưa quý khán giả, phải nói rằng đó là một cái đề tài đặc biệt, mà nếu mà quý khán giả, đặc biệt những bạn thanh niên, sinh viên, những thầy cô giáo đang giảng dạy Việt ngữ, hãy đến để tham dự một cái chương trình khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm kỳ này, kỳ thứ 33 rồi. Tôi nhớ hồi xưa chắc cô hồi đó là cái kỳ thứ 27 thôi, chứ bây giờ lên tới 33 rồi. 33 kỳ nó rất là lâu rồi. Thì mỗi một năm nó có những cái đề tài, chủ đề nó khác nhau. Mà riêng cái chủ đề năm nay thì phải nói là viết đúng để mà nói hay tiếng Việt. Thì đó là cái chủ đề chính của cái năm nay đấy. Dạ, con cảm ơn thầy Khoa và thầy Hoàng đã quá khen. Thực sự tiếng Việt con không có tới đâu, nhưng mà con rất là lúc đó là hãnh diện vì được giúp ở trong cái lớp phụ cho những cô, thầy cô thực sự chính mà dạy cho những em. Thì nó là một niềm hãnh diện khi mình là một người, mình qua đi từ bé rồi, mà mình ở trong môi trường có thể chỉ giúp đỡ những lớp tiếng Việt ngữ. Thì khi mà nói về đề tài mà viết đúng, nói đúng, nói đúng, viết đúng, thì con tính hỏi chắc thầy Vũ, thầy Khoa, thầy Hoàng, khi mình nói về viết đúng cái chữ Y là chữ Y á, Y là chữ I đó, nó viết như thế nào mà cho đúng cách, đúng lúc? Thưa, hồi nhỏ đó thì có lẽ là thầy Khoa cũng giống như tôi, mình đi học á thì gặp cái chữ Y đó là mình nói là Y, mà bây giờ người ta gọi là Y ngắn đó hay là Y trên đó thì đọc là Y. Còn nếu mà gặp một cái chữ Y mà ngày xưa chúng tôi đọc là Y, bởi vì đây là cái chữ Y này đó, nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp. Thì lúc đó, đó cái đầu thế kỷ nó họ ta mới đưa vào trong cái mẫu từ Latin. Thành ra lúc trước tôi học thì chúng đọc là Y. Thì cái viết của nó có nhiều, nó có mấy cái cách viết của đó. Trường hợp như là những cái chữ Y, những cái chữ mà Y mà nó phát xuất từ tiếng Hán Việt đó. Trường hợp như là y sĩ, y tá, thì đó, y phục, thì đó là phải viết bằng chữ Y, chứ mình không có viết bằng chữ Y ngắn được. Hiện giờ đó, trong nước có một cái ngay cái đầu mà lúc mà bà Nguyễn Thị Bình bà làm nắm cái bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục đó, thì bà bắt là phải viết tất cả những chữ Y bằng Y ngắn hết, nghĩa là Y trên đó, tất cả như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp bây giờ tôi gặp cái chữ, trường hợp như gia đình tôi chẳng hạn như vậy đi, vợ tôi có tên là, có từ Lót tên là Thủy,
THUY. Mà nếu trường hợp bây giờ đó, thủy là THUY nặng, mà nếu trường hợp bây giờ tôi viết là THUY là y ngắn đó, thì nó thành là thủy rồi, nó thành thủy rồi. Nó thành thử là thanh thúy hay là thanh thúy, hai cái nó khác nhau. Thành thử UY thì phải UY, mà UY thành là UY. Thành thử là mình phải, bây giờ hiện giờ là các em nó lẫn lộn cái chỗ đó. Thành thử là các em phải cần phải có một cái sự mà hiểu biết về cái cách viết của chữ Y và Y. Cảm ơn thầy hả. Thì hồi nãy mới đầu khi mở chương trình thì Chelsea có nói về cái này cho những thầy cô, nhưng mà thực sự không phải. Như vừa rồi thầy Khoa Hoàng và thầy Khoa có nói là cho những ai mà có đam mê, thích mình nói là dạy lại hay là giữ lại tiếng Việt của chúng ta, như có thể là phụ huynh cũng có thể tham gia. Những người như Chelsea ngày xưa chỉ là một người, chỉ là volunteer thôi, cũng có hứng thú để tham gia. Thì chắc là cái này nhờ thầy Khoa hay thầy Hoàng nói thêm về nếu như mình muốn tham gia là 3 ngày là 3 ngày như thế nào. Thì phải nói rằng như quý khán thính giả vừa rồi có nghe chúng tôi nói đến kỳ thứ 33, có nghĩa là ít nhất là chúng tôi tổ chức 33 lần rồi, chưa kể những lần mà chúng tôi tổ chức ở những cái tiểu bang khác, tổ chức ở những cái địa phương khác nữa, thì nó gom up trở lại thì có thể số thời gian mà tổ chức kỳ nó còn nhiều hơn nữa. Mỗi một lần tổ chức như vậy thì chúng tôi lại chọn một cái chủ đề, như vừa rồi chúng tôi có thưa là kỳ này là phải viết đúng để mà nói đúng cái tiếng Việt. Đó, thành ra khi mà cái tiếng Việt, tại sao lại phải nhấn mạnh chữ viết đúng, là bởi vì tiếng Việt mình nó chỉ có căn bản nó là cái mẫu tự Latin, tức là A, B, C, D, phải không? Đó, nó giống như vậy. Trong khi hồi xưa đấy, hồi xưa mình dựa vào cái chữ tàu để mình viết, chẳng hạn nó thành ra cái chữ nôm. Nó cũng là cái tiếng tàu mà nó viết thành cái chữ nôm để nó diễn đạt cái cách nói của người Việt người ta bằng cái chữ đó. Nhưng mà sau nó khoảng 300 năm trở lại đây ấy, thì chúng ta lại dùng cái mẫu tự Latin để viết cho tiếng Việt. Thành ra khi quý khán giả nghe nói là chẳng hạn như là Little Sài Gòn TV thì là vẫn là chữ L rồi chữ V rồi chữ TV, chữ TV chẳng hạn, thì nó là cái mẫu tự Latin. Do đó bây giờ nó lại, nhưng mà khổ cái Việt Nam mình thì lại có sắc huyền hỏi ngã nặng. Thành ra mỗi một cái sắc thì cái cách phát âm nó khác, cái huyền nó khác, dấu nặng nó khác. Do đó chúng tôi muốn nhấn mạnh tới vấn đề viết đúng. Khi mình viết đúng có nghĩa là cái dấu nào là dấu sắc, dấu nào là dấu hỏi, dấu nào là dấu ngã. Mà chúng ta hay lẫn lộn giữa dấu ngã với dấu hỏi rất nhiều. Đó, chẳng hạn như là tất cả rồi tất cả rồi chẳng hạn như thế. Thành đó là lý do mà chúng tôi muốn nhấn mạnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng, hy vọng rằng quý khán thính giả khi mà nghe anh em chúng tôi trình bày cái đề tài ngày hôm nay thì xin quý vị hãy liên lạc với chúng tôi ở cái địa chỉ mà trên online đó, tức là taviet.org. Cứ đánh chữ ta, ta được Việt, V-I rồi là E-T đó, là taviet.org đó. Là quý vị sẽ thấy đầy đủ những cái tin tức nó liên quan tới khóa huấn luyện tù nghiệp sư phạm này. Và bất cứ ai cũng có thể tham dự được. Nếu quý vị là phụ huynh mà có những đứa cháu, có những đứa con mà tiếng Việt nó rất là kém, mà mình muốn học để trau dồi, để mà dạy cho con em mình ở nhà cũng được nữa. Thì chúng ta đi học để lấy cái kinh nghiệm đó về dạy cho con em của chúng ta tại nhà. Và nếu quý bạn thanh niên sinh viên nào như là cô Chelsea cách đây mười mấy, 20 năm, cô thích cái tiếng Việt, cô muốn để mà giúp một cái phần nào thì cô cũng đến, cô học hỏi, cũng có cái cơ hội rất là tốt. Mà nhiều khi mình tham dự xong đó, mình biết đâu mình lại thay đổi cái suy nghĩ của mình, mình sẽ trở thành cô giáo. Nhưng mà tôi biết chính cô Chelsea thì cô cũng là một cô giáo của một cái trường, hiệu trưởng của một cái trường của em. Nhưng mà thời gian vừa rồi hình như cô đóng cửa rồi đúng không? Thì tôi hy vọng rằng thanh niên, sinh viên cũng vậy nữa. Và hiện nay đó thì cái ngành mà giáo dục, mà đặc biệt cái ngành mà giảng dạy tiếng Việt ở trong cái hệ thống giáo dục của công lập nó rất là mạnh. Hiện nay cái trường Đại học Cal State Fullerton đó thì họ có một cái phân khoa để mà dạy cho các thầy cô học một cái chương trình giáo dục tổng hợp tất cả những cái môn khác, mà ngoài ra có một cái phân khoa chuyên dạy về tiếng Việt. Bởi vì như miền Nam California hiện nay có ba cái học khu là Garden Grove, học khu Westminster với lại học khu Anaheim đã có những cái lớp dạy tiếng Việt đi song song với tiếng Anh. Chỉ khi mà lớp mẫu giáo đó, lớp mà khi mà đi vô trong trường công lập là đã có những cái lớp mà dạy cái chương trình đó rồi. Tức là các em học tiếng Việt cùng lúc với lại tiếng Anh luôn. Song ngữ. Rồi song ngữ luôn. Yeah. Thì đó là một cái lợi thế mà hiện nay thì các thầy cô thiếu rất nhiều. Thành nếu mà các bạn trẻ mà đến là tham dự cái khóa tu nghiệp sư phạm này, biết đâu là cái cơ hội mở chúng ta một con đường cho một cái nghề nghiệp mới. Mà cái nghề này bảo đảm là không bị thất nghiệp. Mà hiện nay chúng tôi biết là trong ba học khu đang tuyển dụng rất nhiều, và cái trường đại học Fullerton thì ta cũng kêu gọi cái sự mà tham dự để có những cái chương trình đặc biệt như vậy. Dạ, cảm ơn thầy.